Xin được chào mừng toàn thể quý khán giả đang đến với chương trình Miền Đông 24 giờ. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh BTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Còn bây giờ mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2018. Hải Hùng xe điên tông 6 người thương vong. Bắt trộm hai đội hiệp sĩ song kiếm hợp bích. Cảnh giác lợi dụng cúng cô hồn cướp cạn. Giật cô hồn, nét đẹp đang trở nên xấu xí. Trở lại câu chuyện nóng về sầu riêng, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt mà nhiều lần Miền Đông 24 giờ đã đưa tin đến quý vị vào ngày hôm nay. Tin từ Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Lương, 31 tuổi, ở xã Cư Né, được xác định là người cầm đầu một băng nhóm bảo kê sầu riêng trên địa bàn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Như chúng tôi từng đưa tin, chưa năm nào tình trạng bảo kê loại trái cây này lại xuất hiện nhiều như vụ mùa năm nay. Nguyên nhân sâu xa là do sầu riêng giá tăng cao, kích thích lòng tham của nhiều đối tượng xấu. Trước đó, Công an huyện Krông Búc đã bắt quả tang Lương đang nhận 2 triệu đồng tiền bảo kê sầu riêng của một thương lái thu mua sầu riêng. Theo điều tra, vào đầu mùa vụ hái sầu riêng năm nay, Lương tập hợp trên 10 đối tượng từng có tiền án tiền sự trên địa bàn tỉnh, sau đó phân chia ra từng nhóm nhỏ để bảo kê thu mua sầu riêng trong từng khu vực cụ thể trên địa bàn huyện. Cứ mỗi tấn quả sầu riêng mua được của người dân thì thương lái phải cống nộp cho nhóm Lương 2 triệu đồng, nếu không nhóm Lương sẽ không cho vào mua và sẽ bị đánh. 10 ngày trước tôi có biết được là anh Tâm đi vào khu vực nó mua sầu riêng thì tôi có chặn xe anh Tâm lại. Tôi hỏi cái giá cả thị trường. Thì trong lúc nói chuyện thì anh nói là bây giờ là anh Tâm muốn mua mấy cái vườn hàng đô na ở trong đó. Thì là tôi nói là hẹn gặp anh Tâm tại quán nước đối diện nhà tôi. Thì anh Tâm để 2 triệu tôi cầm lên trên tay đút vào trong túi thì bị lực lượng công an vô bắt. Được biết Lương đã từng có một tiền án 5 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường D5 qua phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khi xe ô tô bất ngờ lao vào những người đang ngồi trên ghế đá trước nhà và mua hàng trong tiệm, làm 5 người thương vong, nhiều người khác hải hùng thoát chết trong gang tấc. Theo các nhân chứng tại hiện trường, người tài xế xe con gây tai nạn bước ra khỏi xe có dấu hiệu không tỉnh táo, nghi say xỉn và hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút chiều 27 tháng 8. Một số người dân chứng kiến cho biết tài xế xe ô tô mang biển kiểm soát 61A37565 tên Khoa, khoảng 30 tuổi, đang trên đường chở con đi học về. Sau khi tránh một xe máy qua đường đã đập nhầm chân ga rồi lao tới tông liên hoàn vào 4 xe máy và 3 người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá ở vỉa hè. Hậu quả làm 2 người tử vong, trong đó nạn nhân tên Vinh, 29 tuổi, đang ngồi trên xe máy chờ mua hàng. Còn người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá tên Thủy, 53 tuổi, quê An Giang, cũng chết trên đường đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị thương nặng. Không dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô còn kéo lê xe máy dưới gầm, tiếp tục lao lên đâm đổ trụ cổng của một nhà dân rồi mới dừng lại. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác vừa xảy ra trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi va chạm với xe buýt chạy cùng chiều thì nạn nhân nữ văng khỏi xe máy, ngã ra giữa đường và bị chính xe buýt này cán chết hết sức thương tâm. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng gần 9 giờ sáng nay 28 tháng 8 khi nạn nhân nữ tuổi trung niên chạy xe máy biển kiểm soát 53X83149 lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng vào trung tâm Sài Gòn. Khi đến đoạn gần trạm thu phí, bất ngờ xe máy xảy ra va chạm với xe buýt số 56 mang biển kiểm soát 51B26725 chạy cùng chiều. Phụ nữ này văng khỏi xe máy ngã ra giữa đường và bị chính chiếc xe buýt trên cán chết tại chỗ. Đến trưa nay, lực lượng chức năng quận Thủ Đức mới xử lý xong hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các vụ tai nạn do xe buýt thường xuyên xảy ra do tình trạng phóng nhanh vượt ẩu và ra vào rước khách giữa dòng xe máy. Chính vì thế, xin lưu ý đến quý vị không nên chạy quá gần xe buýt bởi rất dễ xảy ra những tai nạn thương tâm như trên. Tiếp tục chương trình là một tin nóng từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, một đối tượng lợi dụng sơ hở của nạn nhân lấy trộm xe máy rồi mang vào vườn nhà của một người dân cất giấu. Sau đó, trong lúc hắn hí hửng quay lại định lấy xe ăn trộm bán lấy tiền để mà ăn chơi thì bị lật tẩy. Vào hôm nay, đối tượng Nguyễn Minh Thắng, 22 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó đối tượng này đến khu vực ấp 3 xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, phát hiện chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Sơn 35 tuổi không có người trông coi nên lấy trộm đưa vào một khu vườn cách đó khoảng 100 mét cất giấu. Một lúc sau, khi đối tượng quay lại lấy chiếc xe của nạn nhân để đi tiêu thụ thì bị chủ vườn nghi ngờ giữ lại. Cùng lúc này anh Sơn phát hiện mất xe và chạy tới phát hiện xe máy của mình nên đã cùng chủ vườn bắt giữ đối tượng Thắng giao cho công an xã Hòa Hưng. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 năm 2018 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Được biết Thắng là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thành Hóa vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 2 đối tượng Triệu Minh Phát và Võ Văn Tài cùng ngụ tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản. Phát và Tài không có việc làm ổn định, thường sử dụng ma túy, bỏ địa phương, thuê phòng trọ sinh sống. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng mượn xe của Nguyễn Hoàng Phong, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, chạy trên các tuyến lộ tìm người sơ hở cướp tài sản. Khi qua cầu Bà Hai Màng thuộc ấp 1 xã Tân Đông, huyện Thành Hóa, Phát và Tài thấy em Nguyễn Thị Anh Thư sinh năm 2001 đang đi xe đạp một mình, trên rổ xe phía trước có một túi sách nên áp sát giật lấy túi sách. Bên trong túi sách có 2 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác. Mở đầu câu chuyện hiệp sĩ ngày hôm nay là một vụ việc nóng vừa xảy ra khi sáng qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong lúc đang đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì nhận được một cuộc gọi của một nạn nhân quê ở Sóc Trăng đang tạm trú tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, báo nửa đêm qua lúc ngủ quên đã bị trộm vào nhà lấy đi một chiếc xe máy, một điện thoại và tiền mặt. Lập tức các anh đã triển khai truy tìm. Bằng kỹ năng nghiệp vụ riêng, các hiệp sĩ Bình Dương phát hiện đối tượng nghi vấn liền âm thầm theo dõi qua nhiều tuyến đường. Khi đến cầu vực Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, các anh phối hợp với câu lạc bộ săn bắt cướp Tân Quy, Củ Chi tiếp tục giăng bẫy chờ đối tượng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi việc kịch tính này. Đến 12 giờ trưa qua, các hai đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng chạy xe Winner biển số 83B3-37573. Như miêu tả của nạn nhân, đang di chuyển trên đường thuộc xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, liền áp sát mời đối tượng cùng tang vật về công an xã Đức Lập Thượng làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Duy Phương, sinh năm 2002, quê Kiên Giang, tạm trú Long An, thừa nhận lợi dụng chủ nhà ngủ quên không đóng cửa vào lấy trộm tài sản, đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Trong một diễn biến khác, tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hai đối tượng trộm cắp đang cố gắng phóng xe với tốc độ cao hòng chạy trốn. Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng cùng với nhóm phòng chống tội phạm quận Tân Bình đã truy đuổi ráo riết rồi dũng cảm lao xe vào tên trộm. Dù ngã xe bị thương chảy máu, nhưng hiệp sĩ Hoàng vẫn hợp sức bắt giữ được tên trộm, giao cho cơ quan công an xử lý. Quả thật là hết sức cảm phục tinh thần quên mình phòng chống tội phạm nhằm bảo vệ tài sản cho người dân của hiệp sĩ Hoàng. Và càng trân trọng hơn khi mà năm nay ông đã hơn 60 tuổi và vết thương chí mạng sau vụ bắt giữ băng trộm SH nguy hiểm trước đó trên đường Cách mạng tháng 8 xảy ra cách đây chưa lâu và ông vẫn còn đau nhức khi về đêm. Trước đó vào khoảng gần 12 giờ trưa, nhóm hiệp sĩ phòng chống tội phạm quận Tân Bình đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh thì phát hiện hai đối tượng khả nghi nên âm thầm đeo bám. Khi hai đối tượng này lẻn vào một ngôi nhà đang xây dựng dang dở, không có người trông coi, lấy một chiếc máy cắt sắt và định tẩu thoát thì bị các hiệp sĩ truy đuổi. Hiệp sĩ Hoàng lao xe tông thẳng vào hai đối tượng khiến chúng ngã nhào. Dù đầu gối bị thương chảy máu, người đội trưởng đội phòng chống tội phạm Tân Bình vẫn lao đến cùng đồng đội bắt giữ được đối tượng trộm cắp bàn giao công an. Riêng đối tượng cầm lái đã nhanh chân tẩu thoát. Tại cơ quan công an phường Tây Thạnh, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Hùng, 39 tuổi, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục câu chuyện cúng kiến tháng của hồn biến tướng gây bất an cho người dân mà ống kính camera đã lên tiếng cảnh báo. Vào ngày hôm nay, nhiều khán giả bức xúc quay clip gửi đến chương trình phản ánh tình trạng lợi dụng hành động giật đồ cúng cô hồn để cướp tài sản rất đáng lo ngại. Đây là cảnh một đối tượng lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn giật cô hồn để leo lên đột nhập bất hợp pháp vào nhà một người dân được cho là ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị chủ nhà phát hiện đuổi ra thì đối tượng vác đá ném vào nhà nạn nhân. Còn đây là cảnh hai đối tượng lợi dụng giật cô hồn cướp luôn bàn cúng của gia chủ. Xem qua những hình ảnh này thì bản thân Mai Anh và có lẽ là quý vị cũng cảm thấy rất bức xúc bởi những hành vi này đều vi phạm pháp luật. Rất mong quý vị cảnh giác. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, nhiều người rất hãi hùng khi chứng kiến cảnh một tài xế đã bình tĩnh lái một chiếc xe tải với thùng xe bốc cháy di chuyển giữa đường phố Hà Nội như thế này. Thật khủng khiếp, chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt lao qua điểm giao đường Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, cửa Bắc, thành phố Hà Nội. Rất may vụ việc không xảy ra thương vong nhưng chiếc xe bị thiêu rụi. Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, tài xế cố gắng lái xe ra chỗ vắng người để giảm thiểu thấp nhất hậu quả. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng thành phố Hà Nội điều tra làm rõ.
Và cuối cùng là một tình huống cảnh giác xảy ra vào sáng sớm ngày 26 tháng 8 vừa được một khán giả gửi tới chương trình để cảnh báo cho mọi người ở trọ hết sức cảnh giác trước các băng nhóm có thể trộm cắp xảy ra bất cứ lúc nào. Và sau đây là diễn biến vụ việc. Vào lúc sáng sớm, hình ảnh do camera an ninh ghi lại cảnh hai đối tượng lạ mặt đi xe máy hiệu Exciter đến dãy phòng trọ gần khu vực ngã tư Bình Thái, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này đối tượng ở ngoài để tên ngồi sau vào dãy trọ đi xem xét tất cả các phòng để ra tay trộm. Rất may mắn là chủ nhà trọ đã kịp thời phát hiện nên chúng đã bỏ đi. Qua sự việc trên, rất mong quý vị chú ý cẩn thận, đêm ngủ nhớ khóa cửa thật an toàn và thậm chí nên lấy vật gì đó chèn trước cửa phòng của mình. Và nhất quyết không được dựng xe phía ngoài, bởi chỉ cần mất cảnh giác hay ngủ quên vài giây là chiếc xe sẽ không cánh mà bay. Thưa quý vị, với tinh thần chiến đấu quả cảm, đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam đã tiếp tục khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ vỡ òa trong trận thắng trước Syria tối ngày hôm qua, chính thức có mặt ở vòng bán kết ASEAN 2018. Chiến thắng mang tính lịch sử này đã làm cho các nghệ sĩ Việt không giấu được cảm xúc, mỗi người một phong cách, tất cả cùng nhau ăn mừng và thể hiện sự yêu mến với tuyển bóng đá Olympic Việt Nam. Olympic Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết ASEAN 2018 sau chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 1-0 trước Olympic Syria. Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải clip cùng người hâm mộ ra đường ăn mừng. Anh bày tỏ niềm xúc động, hô vang hai tiếng Việt Nam và dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các chàng trai Việt. Trong khi đó, danh hài Hoài Linh không biết nói gì ngoài việc chia sẻ một tấm ảnh với huấn luyện viên Park Hang-seo. Riêng ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn, ngay khi trận đấu kết thúc đã ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội ăn mừng chiến thắng cùng người dân thủ đô, tự hào hát vang ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng với sự háo hức và chia sẻ cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, Hương Tràm, Lan Khuê, Đỗ Mỹ Linh, MC Phan Anh cũng dành nhiều lời khen có cánh và không quên động viên đội tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục cố gắng trong các trận đấu quan trọng sắp tới. Là một trong những giọng ca được yêu thích của làng nhạc Việt, Nguyễn Phước Thịnh không chỉ thể hiện thành công các ca khúc trong bản audio thu âm chỉnh chu mà còn khiến fan ngây ngất, ngay cả khi hát không nhạc, tự tin khoe giọng mộc đầy ngọt ngào. Và mới đây, anh đã có phần nổi hứng trình diễn giọng hát mộc của mình, hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả đầy cảm xúc. Xuất hiện trong một đêm nhạc tại Hà Nội, Lưu Phước Thịnh không để khán giả thất vọng khi đã trình diễn liên tục 4 ca khúc hit của mình là Gạt Đi Nước Mắt, How I Love You, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi và Đến Với Nhau Là Sai. Không chỉ thể hiện những màn vũ đạo thu hút và sôi động, Lưu Phước Thịnh đã chứng tỏ giọng hát ngọt ngào vào phần hát mộc một đoạn của ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, khiến fan đứng ngồi không yên. Phần hòa ca của hàng ngàn khán giả cùng nam ca sĩ cũng đã tạo ra một bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Thưa quý vị, Hậu Duệ Mặt Trời là bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc từng gây nên cơn sốt cho khán giả Việt Nam vào năm 2016. Và với sự yêu mến của đông đảo khán giả, Việt Nam đã mua bản quyền và làm lại tác phẩm này với dàn diễn viên tên tuổi như là Khả Ngân và Song Luân. Sau hơn 2 tháng kể từ ngày bấm máy, Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt Nam đã chính thức công bố teaser đầu tiên với những hình ảnh đẹp mắt, tình tiết hấp dẫn và gây tò mò cho khán giả. Teaser đầu tiên đã hé lộ các tình tiết làm nên dấu ấn của Hậu Duệ Mặt Trời, đó là những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các bác sĩ y tá căng thẳng trong phòng mổ, nỗ lực để cứu sống người dân đang mắc kẹt trong đống đổ nát do thiên tai gây ra. Ngoài ra, những phân cảnh quay xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính như cảnh xe ô tô lao xuống vách núi hay chiếc cano lướt trên vùng biển hùng vĩ cũng được xuất hiện. Các nhà làm phim cho biết bộ phim có kinh phí đầu tư lớn hơn nhiều so với mặt bằng các phim truyền hình dài tập tại Việt Nam. Ekip sản xuất chọn cách vừa ghi hình vừa phát sóng như các dự án truyền hình tại Hàn Quốc, và dù giữ nguyên cốt truyện của phiên bản gốc, nhưng Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam sẽ có thêm những tình huống hoàn toàn mới, tạo nên điểm khác biệt và mang đậm tinh thần Việt hơn. Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam hứa hẹn sẽ là một bộ phim truyền cảm hứng về lòng yêu nước của những người trẻ đang sống, chiến đấu hết mình cho lý tưởng và tình yêu. Bộ phim dự kiến lên sóng vào đầu tháng 9 năm 2018. Mai Anh này, thực sự là những ngày này khi mà ra đường đó thì Nhật Trường cảm thấy hình như là mình đang lạc vào một mùa lễ hội nào đó của các tỉnh Nam Bộ. Mai Anh có biết đó là gì không? Nghe Nhật Trường nói qua thì Mai Anh cũng biết đó là ngày gì rồi. Thực ra thì đó không phải là lễ hội đâu, mà là phong tục cúng cô hồn của người dân Nam Bộ mình đó. Và đây từng là nét đẹp văn hóa được xem là hành động dâng tặng thực phẩm đến với những linh hồn không được thờ tự, ủng tử. Mặc dù vậy thì những năm gần đây thì phong tục này đã trở nên biến tướng, phàm tục với những cảnh tranh giành chen lấn và cướp giật rất là phản cảm. Vậy thì đâu là nguyên nhân của câu chuyện này? Do người cúng hay do chính lòng tham của người Nhật? Xin mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
đến hẹn lại lên. Những ngày này, trên mạng xã hội liên tục lan truyền các clip liên quan đến giật vật phẩm cúng cô hồn. Mà ở đó, người ta chỉ thấy sự tranh cướp, sân si và thậm chí có cả giằng co, đụng độ. Từ một phong tục truyền thống mang tính tâm linh, khi người sống chia sẻ đồ ăn, vật phẩm với người đã khuất, thì hiện nay tất cả chỉ còn là sự hiến tướng, xô bồ, khiến ai chứng kiến cũng phải lắc đầu ngao ngán. Thật sự là văn hóa, tại vì cúng cô hồn mà ném ra không ai nhặt thì còn gì là cúng cô hồn. Nhưng mà cúng cô hồn mà đã trở thành cướp giật thì quả thật là vô văn hóa. Vấn đề mà chúng ta cúng cô hồn, đầu tiên hết cúng cô hồn là tại sao cúng? Nó xuất phát từ cái tâm nhân ái của mình. Mình biết đã nói cô là cô độc, là mồ côi, đã nói cô hồn là mình biết người ta mồ côi, người ta lang thang. Cho nên khi mình cúng cô hồn thì trước hết là một cái sự chia sẻ, mình cảm thông và mình muốn xoa dịu bớt cái nỗi bất hạnh của cô hồn, thì cái đó nó đã là một cái điều tốt rồi. Vấn đề được đặt ra ở đây là cúng như thế nào, có quá lạm dụng hay không, có tiêu tốn hoang phí quá nhiều tiền bạc không, và có đốt tràn lan gây ô nhiễm môi trường hay không. Xét ở góc độ văn hóa, cúng cô hồn là dâng tặng vật phẩm đến với những linh hồn không được thờ tự, uổng tử. Bỏ qua những yếu tố tâm linh cũng như tín ngưỡng, thì điều này giúp người cúng mở rộng tấm lòng hơn, biết san sẻ, an ủi linh hồn người đã khuất. Từ xưa theo thuộc cúng cô hồn, sau khi cúng xong thì gia chủ không nhận lại vật phẩm cúng mà để đó cho những người hành khất hoặc trẻ em đến nhận. Khi có người đến nhận còn được gọi nôn na là thuộc vật cô hồn. Người cúng thì với quan niệm xả bỏ cái xui rủi theo mình suốt thời gian qua, người nhận thì xem đây là lộc nên sẽ nhận đem về. Từ đó có thể thấy một góc độ văn hóa khác, khi cúng cô hồn là người cúng gián tiếp giúp đỡ cho những người khó khăn cơ nhở. Đây là cái hay, cái đẹp, rất đáng trân quý, một hành động mang tính âm dương đồng hưởng lợi. Chính vì vậy, thay vì ý nghĩa ban đầu là giúp những linh hồn đói khát có cái ăn trong ngày rằm tháng 7, thì tập tục vật cô hồn dần biến tướng thành tranh cướp tài sản. Việc tranh giành, chèn ép, thậm chí là đánh nhau để giành đồ cúng, tiền do gia chủ thả xuống. Không chỉ có thanh niên mà cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ cũng hăng hái tranh nhau giật tiền. Không ít trường hợp gia chủ vừa bày mâm cúng ra cửa nhà, chưa kịp thắp nhang đã bị giật sạch đồ cúng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Nếu như một cái phong tục đó mà nó nhảm nhí và nó không có tác dụng gì hết thì nó đã không tồn tại với thời gian. Cho nên chúng ta cần nhất á, là nó có 3 điều nha. Điều thứ nhất á, là biết, điều thứ hai là hiểu và điều thứ ba là làm. Bây giờ mình biết cái phong tục đó, mình nên hiểu rõ về nó và sau đó mình nên làm. Và như vậy thì theo như tôi, nếu chúng ta vẫn mua giấy tiền vàng mã, vẫn mua những con ngựa, những chiếc xe, chúng ta đốt cho những người hương linh và trong một cái mức độ giới hạn không quá nhiều, không quá phung phí, không quá ô nhiễm môi trường thì chúng ta vẫn có thể làm được. Chứ không có gì gọi là cấm đoán, cũng như không có gì gọi là sai. Chỉ có điều là những người họ mua quá nhiều và khi họ đốt ra như vậy thì khói nó bay khắp nơi hết và nó gây ô nhiễm, nó gây hao sức khỏe cho người khác, thì điều đó ta nên hạn chế. Từ một nét văn hóa đẹp, cúng cô hồn ngày nay lại đang trở thành một thực tế đáng buồn khi biến tướng thành nơi kích động lòng tham, sự hơn thua tranh giành. Vì vậy người dân cần hạn chế cúng tiền thật hay những vật phẩm đắt tiền để tránh lãng phí, cũng như tạo cơ hội cho những đối tượng có hành vi gây rối, mất an ninh trật tự như hiện nay. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị vui lòng gọi đến điện thoại đường dây nóng 0898 45 42 44. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Quý vị cũng đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 6 giờ chiều mai để đón xem tiếp chương trình.